Em đi đâu à? Em đi có việc tí nhá. Việc gì đấy? Anh cứ biết thế đã. Khi nào xong em sẽ nói chuyện với anh sau. Tôi đi có việc. Cô chuẩn bị đồ ăn cho anh Thanh nhá. Có khi tôi về muộn đấy. Chị đi đâu mà mặc cứ như đi hội thảo thế? Sao bộ này em chưa thấy mặc bao giờ nhỉ? Tôi mới mua đấy, được không? Ui, đẹp, bảy sắc cầu vồng. Vội thế? Có việc gì à? Bí mật. Cô có giữ được miệng bao giờ đâu. Eo. Eo cái gì? Thành công thì tôi nói, mà có khi nói cô cũng chả hiểu đâu. Ờ, sao chị nói em thế? Này, mà chị nói cứ như mấy đứa ở quê em ấy, chúng nó lên thành phố lập nghiệp á, rất là bí hiểm. So sánh, so sánh. Có kết quả, tôi tâm sự. Được chưa? Nhớ nhé. Làm gì? Hàng trước bạn, ít dám chơi với cả sếp. Alo ạ. Đức Anh à? Chưa con với cả cái Hân về ăn cơm với bố mẹ nhé. Trưa nay luôn ý ạ. Sao gấp thế ạ? Ừ. Mấy ngày hôm nay mẹ con hơi buồn. Chắc là hơi lẩn quẩn rồi. Bố cũng biết là hai đứa bận. Nhưng bận gì thì bận. Cũng phải thỉnh thoảng về ăn cơm với bố mẹ để kết nối gia đình với nhau. Bố ít ở nhà nên không biết chứ. Mẹ toàn thế. Ở nhà ít hay nhiều không quan trọng. Quan trọng là quan sát sự thay đổi của người thân ở chính bên cạnh mình. Bố đồng ý cho hai đứa ra ngoài ở riêng là để muốn các con tự lập hơn, tự do hơn. Nhưng không có nghĩa rằng là các con vô tâm với chính mẹ mình như vậy. Dạ vâng ạ. Con chào bố. Bố mẹ nhắn trưa nay về nhà ăn cơm đấy. Bố mẹ gọi thật hay là chán cơm vợ thêm cơm chị Thoa? Anh trai mình dạo này có gì mà vui thế nhỉ? Anh mày lúc nào chả vui. Check file rồi. Ờ. Thế con em mình dạo thế nào? Ổn không? Em vẫn ổn mà. À thúng đây. Thật. Này. Cái hôm mà mày xin nghỉ ấy, thằng Nhân nó cũng xin về quê luôn. Thế ạ? Mỗi thế thôi. Vâng. Khá quá nhỉ. Thế là ổn thật đấy. Ok rồi nhá. À, anh. Mẹ anh dạo này đang có chuyện gì à? Sao mỏi thế? Em thấy dạo này á, mẹ em với mẹ anh gặp nhau suốt. Thì sao? Nhưng mà toàn gặp nhau sáng sớm thôi. Sáng sớm nay bác đã qua nhà em rồi. Ăn mặc điệu lắm. Cứ như kiểu sắp đi sự kiện ý. Thế à? Người ta bảo là cuộc sống mà bình yên quá ấy, con người ấy, trở nên yếu đuối. Như chị đây này. Từ cái lúc xuống tiền để đầu tư đất, thế là đầu óc chẳng lúc nào yên. Bụng dạ nó cứ như là có sôi ở trong đấy ấy. Em hiểu mà. Chị y như em lần đầu ấy. Nhưng mà sau đó em làm với nó một vài vụ, ôi nó uy tín lắm, đâm ra em cũng bớt lo, yên tâm hơn đấy. Cô làm mấy lần rồi, chứ chị lần đầu tiên. Lo quá. Không phải lo đâu,
Nhà chị khá giả như thế mà 300 triệu là cái gì? 300 triệu cũng nhiều chứ. Trả bù cho nhà em ấy vét sạch sành xanh mà em cũng có lo đâu. Thế mình cứ ngồi yên thế này chờ thằng Đông nó gọi điện thoại. Thế chị muốn thế nào? Hay là chị muốn chị em mình đi ra quán cà phê cho nó bỏ cái style này đi? Từ lúc quyết định đầu tư đất với em, lập nghiệp mới, thế là chị thay đổi style đi, cho kiểu đầu óc nó mới, tinh thần nó tích cực ấy. Thấy chị mặc cái kiểu này có được không? Quá được cái chứ. Hoa mùa này đẹp quá. Hay là mình cứ gọi điện cho thằng Đông hỏi thăm nó một tí. Tùy chị mà. Mà chị có số điện thoại của thằng Đông mà. Nhưng mà em gọi ấy thì kiểu nó bình thường hơn. Chị lần đầu tiên làm ăn cùng, chị gọi nó lại tưởng là chị không tin tưởng. Nó giận thì chết. Đấy, em đã nói ngay từ đầu rồi, chị không hợp với việc này đâu. Gì thì cũng phải làm mới biết là mình có hợp hay không chứ. Nó gọi hay sao ấy? Chị nghe đi. Anh Thanh. Alo, em nghe đây. Trưa nay anh bảo các con về ăn cơm. Em đi có việc, nhanh nhanh rồi về nhé. À vâng, vâng, em biết rồi. Này, anh Thanh lại hẹn bọn trẻ con trưa nay về ăn cơm. Thế nên chị không ăn cùng với em được đâu. Nhưng mà em nấu rồi. Chiều con Ngọc nó về nó ăn cũng được. Dọn hộ chị nhá. Gớm. Ông xã vừa gọi có một câu rồi cuống đít tiền. Thông cảm, thông cảm.